Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một mẫu xe Mitsubishi Lancer có năm sản xuất 2003, phiên bản là số tự động, máy 1.6 máy xăng, tư nhân chính chủ, một chủ thư mới, mang biển kiểm soát 29T 7748. Hiện tại trước này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ các bác đang xem này. Vâng, sơn xi của chiếc xe này rất là sáng bóng sạch sẽ các bác nhé. Trang bị 4 bánh đa năng đúc, bản sedan 2 đầu. Máy 1.6 máy xăng, rất là tiết kiệm nguyên liệu. Phiên bản là số tự động các bác nhé. Mang biển kiểm soát Hà Nội. Bác là Hà Nội, Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác nhé. Hai cặp đèn phanh của nó này rất là sáng bóng đều nhau luôn. Một chiếc Mitsubishi Lancer sản xuất 2003, rất là đẹp các bác nhé. Form dáng của nó lép căng luôn. Xe một chủ tự động. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác này. Gầm bệ rất đẹp luôn, không hề có dấu hiệu mù mọt các bác nhá. Không mù mọt, không taxi, không dịch vụ, tư nhân chính chủ, một chủ tự động. Còn đây là phần quả lốp đằng sau bên phụ các bác nhá. Phần cua lốp này. Lốp dép của nó còn rất là đẹp luôn các bác nhá. Còn đây là phần nội thất của xe các bác nhá. Nội thất thì sạch sẽ đẹp đẽ. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi, không phải làm bất cứ một cái gì các bác nhá. Phần bậc lên xuống này, hốc bà lề, phần cột kèo, cột kèo định bấm zin các bác nhá, cột kèo định bấm zin nguyên bản. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ, một mẫu xe gia đình. Táp ly của cánh cửa đằng sau bên phụ. Phần khung cánh cửa. Trần của nó là trần lỉ các bác nhá, trần lỉ nguyên bản theo xe. Hai quả loa phía sau này, âm thanh tức ngực. Còn đây là phần hàng ghế đằng trước các bác nhé. Đầu đài nguyên bản theo xe. Trang bị túi khí an toàn cho người lái này, bô lăng 4 chấu. Phần táp lô của xe này, bác làm mà đúng chân mẫu xe này mua về tránh mưa tránh nắng, tập lái rất là ok các bác nhé. Cột kèo, cột kèo zin các bác nhé, zin nguyên bản.
Đây là phần táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ này. Phần khung cánh cửa. Không hề có dấu hiệu của mọt. Rất là sạch sẽ đẹp đẽ. Tích hợp xi nhan bên sườn. Đăng kiểm của nó có đến tháng 2 năm 2021 này. Đây là phần lốp của xe. Đây là quả lốp đằng trước bên phụ này. Bốn quả lốp của nó khá là đẹp các bác nhé. La răng đúc bốn bánh. Một chiếc Mitsubishi Lancer Column sản xuất 2003, phiên bản số tự động, máy 1.6, máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 179 triệu đồng. 179 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Mitsubishi. Hai cặp đèn pha của nó rất là sáng bóng đều nhau các bác nhé. Sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ. Bản sedan hai đầu. Máy chất gần chắc, côn số ngọt. Còn đây là phần quả lốp đằng sau bên lái các bác nhé. Tay lắm mở cửa đã được ốp inox mạ chrome. Phần táp ly của cánh cửa đằng sau bên lái này. Keo chỉ của nó vẫn là keo chỉ zin các bác nhé. Tất cả khung cánh cửa không hề có dấu hiệu của mọt. Tất cả đinh bấm này nguyên bản. Nội thất sạch sẽ đẹp đẽ. Phần táp ly của cánh cửa đằng trước bên lái các bác nhé. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Phần khung cánh cửa đằng trước bên lái này. Không hề có dấu hiệu của mọt. Đây là phần tem mác theo nhà máy sản xuất. Ốc bản lề. Chưa hề động đến ca lê bản lề. Phần đinh bấm giang giật nguyên bản các bác nhé. Sau đây em sẽ đi vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần cốp sau xe này. Bản sedan hai đầu thì cốp của nó khá là rộng rãi luôn. Tất cả đinh tán nguyên bản. Keo chỉ zin. Còn đây là phần sàn xe các bác này. Lốp sô cua. Đó, sàn của nó này. Rất là đẹp các bác nhé. Rất đẹp. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe các bác nhé. Và sau đây em sẽ đổ máy lên này. Vâng, máy đã lổ các bác nhé. Máy lổ rất là êm.
nước gạt mưa. Có số này, phanh tay này, trần nỉ của nó rất là đẹp luôn các bác này. Đó, một chiếc Mitsubishi Lancer sản xuất 2003. Giá tiền bên em đang chào bán với giá là 179 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565 hoặc đến trực tiếp cửa hàng của em ở thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10 các bác nhé. À, quốc lộ 10 đối diện với chùa Cao Linh, ngay chân cầu vượt Quán Toàn các bác nhé. Ở xe rất là đẹp, trang bị cảm biến lùi, cảm biến va chạm đầy đủ luôn. Gương chỉnh điện đó, điều hòa rất là mát luôn. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem này. Đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Mitsubishi. Đấy, máy móc của nó này, cô ráo sạch sẽ các bác nhé, máy đổ rất là êm. Tất cả thì vẫn còn dần nguyên bản, trang bị chống khí da vét đầy đủ các bác nhé, chống trơn chống trượt chống bó cứng. Máy mộc các bác nhé, máy mộc không dọn lửa chi. Máy rất là đẹp, đổ rất là êm. Dòng máy móc này thì rất là lành các bác nhé. Số tự động máy 1.6. Trăm cây trước đây tầm 6.5-7 lít xăng trên 100 cây số. Còn là tổng quan khoang máy các bác nhé. Đây là phần lắp capo này. Đó, lắp capo rất đẹp luôn. Ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Mitsubishi Lancer có năm sản xuất 2003, phiên bản là số tự động máy 1.6 máy xăng. Hiện tại trước đây bên em đang chào bán với giá là 179 triệu đồng. Với giá tiền 179 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Mitsubishi Lancer. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.